Em xin chào tất cả mọi người đi ha, để đỡ mất công chào đi chào lại. Trong khi thì ngày nay có rất nhiều người họ muốn bỏ nước ra đi đấy, họ muốn bỏ nước ra đi rồi họ thậm chí họ 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 tìm đủ mọi cách, thậm chí bất chấp sự thật, bất chấp danh dự uy tín, họ họ phải nói là gì ta, họ sẵn sàng nói không thành có để cho có thành tích, để được đi sang, mẹ cảm ơn con, để có cái vé đi Mỹ. Và thậm chí có những người là tuyên bố là con cộng sản thì họ không về. Thực tế thì những người tuyên bố như vậy thì sau này rồi cũng về hết. Cụ thể như là chủ kênh KBC Hải Ngoại ngày xưa người ta tuyên bố là khi nào con cộng sản thì người ta không về. Rồi ông Nguyễn Ngọc Lập cũng tuyên bố là con cộng sản thì chứ không về nước. Rồi nhiều lắm, nhưng mà xu thế này tại thấy là ngày nay là Việt kiều khắp nơi là đang quay về với đất nước, với quê hương, thì đó là một điều mà em nghĩ là người dân trong và ngoài nước ai cũng mừng. Và thực tế ở hải ngoại thì em biết có nhiều người họ muốn về, thậm chí họ họ cũng muốn nhìn nhận những cái hay cái tốt của đất nước, nhưng mà họ ở những cái nơi mà có nhiều kẻ chống cộng cho nên họ cũng không dám nói cơ. Đấy thì bên cạnh những người sợ như vậy, bên cạnh những người mà họ luôn luôn lo sợ bị, tại vì em thực tế em biết là có một cái ông bên Mỹ đó, ông tên là Trần Tường hay Trần Trường gì đó, mà ông chỉ treo cái cờ đỏ sao vàng với ảnh Bác Hồ trước cửa nhà cửa tiệm gì đó đó, mà cái những cái kẻ chống cộng họ 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 đến họ biểu tình nó 55 ngày nó biểu tình, mà tới ông Trần Trường là gọi là làm ăn kinh doanh là sập tiệm luôn đó. Cho nên mình cũng không thể trách được những người ở hải ngoại mà họ 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 ấy. Thậm chí chùa ở bên Mỹ á, là các chùa của đạo Phật là bị bên đạo Công giáo họ cũng chi phối luôn, họ thành lập ra gọi là hội đồng liên tôn. Thì cũng có người đạo Phật vô trong hội đồng liên tôn, nhưng mà mọi cái quyết định thì do bên Công giáo họ họ chi phối hết. Và vì vậy thì em nghe một cái thông tin ở trên kênh Nửa Vòng Trái Đất TV là ví dụ như tướng Nguyễn Cao Kỳ đó, chỉ vì về Việt Nam mà đến khi quay trở lại Mỹ ông mất, thì khi ông mất thì ở bên Mỹ tất cả các cái chùa bên Mỹ là không đồng ý cho ông con chào bố cầm nha, thì không không cho gia đình ông gửi 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 bài vị của ông Kỳ vô trong trong chùa ở bên Mỹ. Mà cuối cùng hiện nay là linh bài vị của ông Kỳ là được gửi ở ở chùa Vĩnh Nghiêm, mà rất là ý nghĩa ở chỗ là hình cái ảnh của ông Kỳ được được đặt, cái bài vị của ông Nguyễn Cao Kỳ được đặt ngay cạnh bài vị của 10 cô gái Đồng Lộc. Cái điều này có lẽ là cũng người ta cũng muốn nhắc nhở là ông Kỳ là bên bên không quân, mà những 10 cô gái Đồng Lộc này thì chết là vì bom. Cho nên em theo cá nhân em nghĩ vậy thôi nha. Nên hôm nay quay lại nhân đây tôi muốn nói đến những anh em dưới đây, vì ít nhiều thì tôi khá hiểu về họ, và thật sự tôi chưa bao giờ nói ra, nhưng tự sâu thẳm lòng mình tôi rất quý mến, ngưỡng mộ và có phần khâm phục những con người này. Người đầu tiên tôi muốn nói đó chính là em An Nhiên. Có lẽ nhiều người biết em An Nhiên. An Nhiên thì em cũng không biết là ít tuổi hơn hay nhiều tuổi hơn em, nhưng em chỉ biết là An Nhiên là một cô gái sống ở bên Mỹ và làm có chủ tiệm nail. Và An Nhiên thì phải nói là có thể là đọc nốt nhá, là em An Nhiên, nói sao đọc xong An Nhiên để em nói về đây là cảm nhận của anh Danny, còn sau đó em sẽ nói cảm nhận của em. Người đầu tiên tôi muốn nói đó chính là em An Nhiên. Thực sự tôi rất trân trọng và nể phục An Nhiên, bởi em là phụ nữ vốn được xem là chân yếu tay mềm, đặc biệt An Nhiên sống ở nơi có những kẻ chống cộng cực đoan, trong khi em ấy lại là chủ một tiệm nail, thì việc xuất hiện trên mạng để nói lên tiếng nói trung thực nhằm phản biện lại luận điệu xuyên tạc của bọn chống cộng cực đoan lại càng khiến tôi thấy em ấy thật là dũng cảm. Và tôi ước mong ngày càng có nhiều người làm được như em An Nhiên. Ở Mỹ, những người họ hàng của An Nhiên hầu hết là chống cộng. Đó. Tuy nhiên, em ấy không những không bị lôi cuốn theo họ, mà ngược lại,
An Nhiên công khai đi ngược lại với những người đó. Thậm chí em không ngần ngại tranh luận thẳng thừng với những tên ba que xỏ lá chống cộng cực đoan điên cuồng như Sơn Tây, Giác Sơn Bùi, Hùng Lân, Ai Quy, vân vân. Điều đó ngay cả đàn ông cũng không phải ai cũng làm và dám nói ra như em, như An Nhiên. Chưa hết, ngoài những bài phản biện khách quan trung thực nhằm đập lại luận điệu xuyên tạc của những kẻ chống cộng cực đoan, An Nhiên còn tranh thủ thời gian khi về thăm Tổ quốc. Em ấy còn vất vả đi đến vùng sâu, vùng xa để tặng quà cho đồng bào nghèo của mình. Điều này ngay cả tôi cũng chưa thể làm được, dù rằng tôi rất thương những người có hoàn cảnh khó khăn, nhất là ở vùng sâu, vùng xa. Bởi vậy tôi nghĩ nếu không phải có một trái tim nhân hậu và một sự quyết tâm thì khó có thể làm được như vậy. Bởi vậy dù ai có thể nói không hay về em An Nhiên, song với tôi, An Nhiên là một người em mà tôi luôn quý mến và ngưỡng mộ. Anh xin chúc em luôn vui khỏe và trẻ đẹp mãi, An Nhiên nhé. Thì ở đây em xin nói lại thì em thì thực sự chưa kết bạn với An Nhiên mà cũng chưa bao giờ tương tác với An Nhiên. Nhưng mà em biết được An Nhiên là em coi trên Duy Nguyễn. Và em cũng biết An Nhiên đó là tại vì coi trên kênh Duy Nguyễn cho nên An Nhiên hay nói chuyện với Bố Cầm, với Duy Nguyễn nào kia đó. Thì em biết được An Nhiên cũng là người rất là hay lên đây để chống lại luận điệu xuyên tạc của những kẻ mà em chào anh Hùng Trọc, em chào bác Man Trường. Thì An Nhiên á, thì ở tại Mỹ lại có một tiệm nail mà dám lên đối thoại với những kẻ như Hùng Lân nọ kia là phải nói là không phải đơn giản, tại vì không phải là người bình thường đó bà con. Mình đừng có thể nhiều người cho rằng An Nhiên ham lên đây để nổi tiếng hay là gì, chứ thực tế bà con biết đi. Sống ở Việt Nam, ngay cả em chỉ nói vậy mà rất nhiều anh chị em lo cho em. Thì hỏi một người con gái như An Nhiên sống xa gia đình, là sống ở những cái nơi như ở Mỹ, là cái nơi nổi tiếng chống cộng, mà An Nhiên có những cái clip, có những cái lời nói như vậy, thì em nghĩ là chúng ta có thể biết được là phải nói An Nhiên có tinh thần yêu nước rất là mạnh thì mới làm được điều đó, và lại có cái sự dũng cảm nữa. Mà có lẽ là tại vì rất nhiều người họ sợ lắm, họ sợ nói ra mất lòng, sợ ra đụng chạm, rồi thậm chí sợ đi ra đường gặp chuyện không may nào kia. Thế một người con gái cho níu tay mềm như An Nhiên á, mà em nói thật em chưa bao giờ kết bạn với An Nhiên để rồi nói em nịnh vợ hay là em nịnh Việt Kiều để em kiếm tiền kiếm bạc, không có. Bản thân em từ xưa giờ cái gì nghĩ gì em nói đấy, sẵn đây bài của anh Danny em nói luôn đó. Thì mà cũng bị chụp mũ bà con. Thậm chí em có lần em nghe An Nhiên nói ở trên kênh của hình như là anh Bằng Nguyễn ở đâu hay là của ai đó, thì thậm chí có người còn đưa chuyện An Nhiên bỏ chồng ra để mà làm thì giống như kiểu để hạ thấp, để hạ uy tín danh dự của họ. Thì em nói luôn, những cái chuyện như vậy quá tiểu nhân. Cái chuyện vợ chồng, chuyện có con hay bỏ chồng hay là không có con hay gì đó, hay là người đó xấu hay đẹp, thì cái chuyện đó em thấy không đáng để lôi ra đây để nói, để lôi lên đây để đấu tố. Mà em thấy vậy thì ở đây có thể em hôm nay em nói ra, nhiều người ai mà bạn của những người này thì họ có thể họ quý, họ ủng hộ, như những người mà đang ghét An Nhiên, ghét anh Hùng Trần, ghét anh John, ghét anh Lợi Minh, ghét anh ghét ông Bố Cầm Nguyễn, thì có thể cho em là nịnh bợ Việt Kiều, bưng bô Việt Kiều. Nhưng mà em nói thật, em chưa bao giờ nói chuyện anh Hùng Trần. Có nói lần rồi, có nói mà có mấy câu chỉ anh em bình luận về cái thằng ông Hà Văn Sơn thôi. Còn Bố Cầm thì thật sự em nói chuyện nhiều nhất là với Bố Cầm đó, chứ còn anh John em chưa bao giờ nói, Luli em chưa bao giờ nói đó. Nhưng mà em chỉ muốn chung quy lại là thứ nhất, có một anh Việt Kiều Mỹ nói với em rằng là những người đó, người kia Việt Kiều như vậy, anh mà họ như vậy mà bị ở trong nước chụp mũ chửi họ nọ kia, cho nên anh cảm thấy nản. Chứ em nghĩ đi, anh bây giờ có một cuộc sống ổn định ở Mỹ rồi đó, anh bây giờ anh cũng chẳng về Mỹ, là gia đình anh chín anh em ở Mỹ hết rồi, anh về Việt Nam làm gì nữa. Nhưng vì đối với anh, trong sâu thẳm lòng mình á, tổ quốc của anh là Việt Nam, anh muốn đất nước Việt Nam là ngày càng phát triển để cho người dân được cơm no ấm áo, cho nên tụi anh muốn góp tiếng nói chung thôi. Nhưng mà tụi anh bị người đó, anh thấy người đó người kia bị chụp mũ cho nên bị chửi, cho nên anh mới nản
Thì em muốn là chúng ta đừng có em cũng chửi, ví dụ em nói ông Hà Văn Sơn chẳng hạn đi, nhưng mà cái gì đáng để nói mình nói đó, và cái gì chưa rõ ràng, thậm chí em nói luôn là chẳng có rõ ràng gì hết, kết luận luôn người đó Việt Kiều, thậm chí em An Nhiên cũng em Thái Ngọc Nhiên cũng bị chụp mũ nó kia, thì em nói luôn. Thậm chí hôm qua có người là vô là gửi em một cái clip của An Nhiên đó, là đây nói em là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, là vì em chơi, em kết bạn với người Thái Ngọc Nhiên, có nghĩa là em cũng giống Thái Ngọc Nhiên, và đưa một cái clip Thái Ngọc Nhiên bị người ta cắt ghép á, chửi là Đảng Cộng sản thế nọ thế kia, giống như kiểu của con Lisa Phạm chửi Việt Nam Cộng hòa là con chó nọ kia, Lisa Phạm là con chó đó. Rồi nói đây Thái Ngọc Nhiên chửi Đảng đây, em nói trời yêu nước kiểu này thì chắc mai mốt đó, họ mà lãnh đạo đất nước họ cầm đầu em ra họ bắn em trước. Yêu nước ta phải có cái nhãn quan, biết ai là phản động, ai trở cờ đằng này, thấy ai cũng chụp mũ loạn lên, bây giờ không còn ai là không phản động không nọ kia. Mà cuối cùng các bác nhìn lại đi, thực sự không có một ai phản động hết, tất cả các cái bác ở trên này, nhưng mà vì không ưa nhau cái chụp mũ nhau vậy thôi đó, cho nên em thấy một mặt đã làm cho phong trào yếu đi, một mặt làm cho những người Việt Kiều ở bên ngoài họ cũng mất hết tinh thần, họ đâu có được gì đâu, họ lên đây thậm chí họ chỉ có nguy hiểm đến tính mạng họ, họ còn bị chửi bị nó kia, thậm chí có những người bị gia đình chửi nữa, họ không được gì hết bà con. Rồi cái người thứ hai mà tôi không thể không nói đến đó chính là Luli. Dù tôi và Luli sống cách xa nhau cả nửa vòng trái đất, anh em chưa từng gặp mặt ngoài đời, nhưng những gì mà Luli làm được bao lâu nay khiến tôi thật sự thấy mình dù là thế hệ đàn anh nhưng vẫn phải học tập em ấy. Em còn trẻ và chỉ là một người đi hợp tác lao động ở nước ngoài, nhưng không riêng tôi mà thiết nghĩ nhiều người cũng nhận thấy được là Luli có rất nhiều bài phản biện, bình luận rất phân tích rất hay, chứng tỏ em ấy rất am hiểu về lịch sử Việt Nam cũng như lịch sử thế giới. Theo dõi những bài phản biện, bình luận, phân tích của Luli, tôi luôn cảm nhận em Luli nắm khá vững tình hình chính trị cả trong và ngoài nước. Có một điều tôi cảm nhận rất rõ từ Luli, đó là em ấy có tình yêu quê hương đất nước rất là mãnh liệt. Cái này thì em công nhận, rất là mãnh liệt. Có lẽ Luli thừa hưởng từ người cha vốn là cựu chiến binh của mình. Luli là gương mặt điển hình cho thế hệ trẻ con cháu Bác Hồ. Một điều mà tôi đặc biệt rất trân quý ở Luli đó là em ấy luôn thủy chung với những người bạn của mình. Tôi rất ấn tượng với câu nói của Luli rằng với em thì một khi đã coi nhau là bạn thì dù người bạn ấy có đối xử tệ với em thì em cũng không vì vậy mà trở mặt hoặc đối xử tệ lại với họ. Đó là lời của Luli nói với anh Danny. Nghe Luli nói rồi nhìn thấy những vụ việc nhóm này hội kia từng thân thiết với nhau, nhưng khi cơm không lành canh không ngọt thì họ lôi nhau lên đấu tố, lên để nói xấu nhau không từ một thủ đoạn nào, càng khiến tôi khâm phục và quý mến em Luli nhiều hơn. Nếu như ai cũng như Luli với bọn chống phá, Luli rất là với bọn chống phá đất nước thì Luli rất là không khoan nhượng. Nhưng với anh chị em của mình thì Luli luôn là người chịu thiệt thòi, luôn là người bao dung và nhẫn nhịn. Cái này thì, và nếu ai cũng làm được như vậy thì đã không có những vụ quân ta đánh quân mình khiến nhiều anh chị em mất hết niềm tin trên cái mạng xã hội này. Nhân tiện đây anh xin cảm ơn những bài diễn thuyết rất hay và bổ ích cho mọi người tham khảo và học hỏi em nhé. Anh chúc em luôn vui vẻ, mạnh khỏe và thành công người thành công trong cuộc sống. Thì Luli em nói một xíu luôn, thì em có nghe nhiều, có đợt là em không biết ai nói gì Luli, nhưng mà em có nghe được cái là Luli tuyên bố là giả từ cộng đồng mạng. Thì em có vô em còm em nói Luli, nó là thực sự em chưa bao giờ, em chỉ lau nhà, lúc rửa chén, lúc ăn cơm, lúc nấu cơm, lúc đi trên đường em cắm tay phone vô em nghe Luli nói, nghe những người anh hùng Trần họ kia nói thôi, chứ thực tế em chưa nói chuyện với nhau, anh em chị em chưa nói chuyện nhau. Rồi Luli cũng bị chụp mũ rồi chính Luli cũng nản và nói là tuyên bố từ giả nọ kia, nhưng mà có lẽ giờ cũng khó, thấy bọn nó vậy cũng khó. Chào Lý Đại Ngọc nhá. Cái xong rồi cũng bị như vậy, mà thực tế em cái này là cái hồi nãy em nói là đọc là của anh Danny.
Giờ thì cho em nói một xíu về cảm nhận của em về Luli. Thì Luli cũng có lẽ Luli chưa bao giờ biết cái tên Trần Ly đâu. À, nhưng mà em thì em biết Luli lâu lắm rồi. Mà em nói thật, hồi đầu em không thích Luli. Hồi Luli mới lên em thật sự không thích. Nhưng mà rồi có những lúc thì cũng không làm gì, cái em bật Luli, em bật lên thấy Luli đăng like thì em nghe thôi. Nghe thôi để tranh thủ vừa lau nhà vừa nghe để biết thêm được thông tin thôi. Thì càng nghe Luli nói em càng thấy khâm phục Luli thật sự, giống như anh Danny nói. Mà phải công nhận là Luli á, là phải một người em phải nói, nhiều lúc em thấy Luli yêu nước mà phải nói yêu, có thể nói gần đến phần cực đoan rồi đó. Người ta yêu nước như vậy đó mà vẫn bị chụp mũ đó. Có những đoạn Luli ngồi kể cái chuyện mà bố Luli là cựu chiến binh, rồi mời những đồng mũ, những đồng đội đến nhà mà góp mỗi người 50.000 để ấy, để có một người đồng đội của bố là con bị chất độc da cam gì nọ đó, mà Luli nói trên mà em ngồi rồi em khóc đó. Mà rồi một người như Luli, thậm chí có người chửi Luli là mày phải đi làm mướn nọ kia rồi á, thế nọ kia. Em nói thật đó, những cái hành động đó đó anh chị em chúng ta hãy nhìn lại đi. Rồi á, em á, ở đây em có chơi với anh Đào đây nè, thì anh em hay nói chuyện nhau, người nào hợp thì chơi, người nào cũng hợp á. Chào Hằng Phương, là anh em nói với nhau người nào thấy hợp thì anh em mình thì anh chơi, người nào cũng hợp á thì tự, kể cả đăng kết bạn cũng tự làng ra, thấy họ đi không đúng đường, họ hay bị lôi cuốn vào phe nhóm này nọ kia là tự anh em mình á, tự anh cũng nói như em nói như anh, vô tình hai anh em cùng quan điểm. Nói em mà thấy vậy là em làng ra, cho em không bao giờ em tham gia vô đó. Chính vì vậy đó là mới giữ được cái ấy, chứ còn viết rồi thấy cái cộng đồng mạng này á, em nói thật, em có lúc em thấy xấu hổ, em thấy xấu hổ với bọn chống cộng cực đoan. Mình cứ nói nó là cãi nhau như chợ cầu muối á, mà đúng bọn nó thì cãi nhau như chợ cầu muối thật. Nhưng mình chỉ mới sau này, nhưng mà cũng gần, cũng không, nếu không cẩn thận, nếu không kịp nhìn nhận lại từng bản thân, từng cá nhân một, rồi cũng một vài năm nữa rồi cũng như vậy. Lúc vui vẻ thì ăn nhậu hát hò, rồi lúc mà không cơm không lành canh không ngọt, rồi trời ơi kể công kể lệ, rồi tao bao mày, tao thậm chí cho mày cái ông ngực, cho mày cái ô lót. Em thấy rất là nhục bà con, nhục lắm. Cho nên mọi người hôm nay, em khẳng định là em không có ý định dạy dỗ ai hết. Em chỉ muốn đưa cái tâm sự của em hôm nay để giúp cho cái quan hệ ở trên cái cộng đồng mạng này, nhất là anh em với nhau ở trong nước, thì không đoàn kết được, không thương yêu nhau được thì đừng ghét nhau, đừng có gây thêm chia rẽ nữa. Là người thứ hai nè, người thứ ba, em xin lỗi. Người tiếp theo tôi muốn nói đến một người có cá tính rất đặc biệt, đó là anh Hùng Trần. Anh Hùng Trần này thì em nói luôn cái luôn, không biết mọi người nghĩ sao nha, cá nhân của em thôi, đọc trước đi đã ha, em quên. Người tiếp theo mà tôi muốn nói đến đó là anh Hùng Trần. Anh Hùng Trần được nhiều người gọi là khắc tinh của bọn chống cộng cực đoan. Anh cũng bị một số người cho rằng anh phản biện thì hay, đúng, nhưng anh dùng từ hơi tục, dùng từ tục quá. Tôi thiết nghĩ với bọn chống cộng cực đoan, chống cộng chết bỏ, chống cộng bất chấp đạo lý, bất chấp sự thật, thì không thể dùng lời lẽ lịch sự để nói với bọn chúng, mà chỉ có những người dám nói, dám chửi như anh Hùng Trần và John Trần mới có thể làm cho bọn chống cộng cực đoan ngán ngại được thôi. Ngoài dám nói và dám chửi, anh Hùng Trần còn là một người cực kỳ am hiểu về lịch sử. Anh Hùng Trần có thể nói rất đúng về những anh bộ đội cụ Hồ, nhưng anh lại cũng nói vô cùng chính xác về mọi mặt của phía những người lính Việt Nam Cộng Hòa. Nghe anh ấy nói về đề tài lịch sử, tôi luôn có cảm giác là anh nắm rõ như chính anh là người trong cuộc vậy. Ngoài kiến thức vững chắc về lịch sử, thì không ai khác ngoài anh Hùng Trần có được sự dũng cảm lên tiếng phản biện với bất cứ ai đi ngược lại với nhân dân. Anh không hề kiêng nể bất cứ ai khi họ có những lời nói và hành động làm phương hại đến đất nước của mình. Với lãnh đạo, với nghệ sĩ, với nhà văn, vân vân,
bất cứ ai làm sai thì anh Hùng đều sẵn sàng lên tiếng vạch mặt họ. Điều đặc biệt ở anh Hùng Trần là ở chỗ dù đã sống ở Mỹ lâu năm nhưng anh luôn thuộc nằm lòng năm điều Bác Hồ dạy thiếu niên nhi đồng Việt Nam. Cái này cho em ngừng lại xíu. Anh Hùng Trần, khi anh Hùng Trần nói đến, mỗi lần anh Hùng Trần nhắc đến câu yêu tổ quốc yêu đồng bào, anh nói cái gì ta, ý là về Việt Nam chẳng ai làm gì hết, miễn là bọn mày đừng chống phá được, cứ cứ dạng như là vợ đi ngoan, kỷ luật tốt, lao động tốt, đoàn kết tốt đó. Đấy đấy, anh Hùng hay nói câu đó. Mà lần đầu tiên em nghe anh Hùng Trần dẫn chứng cái câu đó, đó là em phì cười, nhưng mà thấy thấy rất là đáng yêu. Đáng yêu ở chỗ là anh năm nay chắc cũng lớn tuổi rồi mà sống ở nước ngoài rất lâu rồi, mà thậm chí người trong nước ấy, giờ mà đọc lại năm điều Bác Hồ dạy có khi còn vấp đó, ngay cả bản thân em cũng vậy. Nhưng mà anh ấy thì thuộc rất là suôn chảy mà anh lại đem nó vào áp dụng cho cái bọn chống cộng cực đoan, thì em thấy chỉ có anh Hùng Trần mới làm được như vậy thôi, mới có cái cách làm độc đáo như vậy thôi. Và nói thật là em cũng rất là, qua cái việc anh ấy sử dụng cái năm điều Bác Hồ dạy để dạy bọn nó đó, em thấy vừa quý anh ấy mà vừa thêm yêu quý Bác Hồ, mà vừa thấy tự hào cho thiếu, bởi những lời dạy đó của Bác không chỉ đúng với thiếu niên nhi đồng Việt Nam mà còn rất cần thiết đối với người lớn chúng ta. Em xin chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành công và luôn đào hoa phong nhã anh nhé. Cái này em thích, em thêm nói thêm câu mà anh Hùng Trần hay có này nè. Anh hay viết cái chữ anh, mỗi lần anh viết tốt anh chửi bọn Ba Que là anh có cái chữ đủ mẹ. Em đọc cái chữ đó của anh mà em rất là mắc cười. Anh cái chữ anh viết là đủ mẹ, mà người duy nhất mà là viết dùng cái chữ kiểu đó là chỉ có anh Hùng Trần đó. Cho nên là em cũng nói luôn là anh Hùng Trần đó, hồi đầu mà chỉ mới chưa anh chưa nói cho mấy, mà anh chỉ cầm cái súng đeo cái kiếm đen, ở nhìn tướng như Zambo á, nhìn đã lắm. Lúc đấy cái thời đấy chắc mọi người nghĩ trời đất ơi, cái bọn chống cộng cực đoan á, mình nói từ nào giờ nó cứ dùng những cái hình bậy bạ rồi những lời tục tiểu để nó áp đảo mình. Bây giờ gặp được đúng một đại ca, nhìn chỉ nhìn vào tướng ảnh là bọn dạng như là Quy với lại thằng Hùng Lân cái gì đó, những thằng đó là đã gọi là nhụt chí rồi. Cho nên hy vọng là mọi người hãy em mong rằng anh Hùng Trần luôn giữ được cái phong độ đó, và hãy cũng luôn dành cho Việt Nam tình yêu mà như anh đã đang dành nha anh Hùng Trần. Và em xin cảm ơn anh, bởi vì cũng như cái anh mà em quen ở Mỹ đó, anh nói đó, các anh bây giờ có cuộc sống ổn định ở Mỹ rồi, mà các anh vẫn tưởng nhớ là hướng về Việt Nam. Đó là một điều mà không riêng em, mà em nghĩ người dân Việt Nam nào cũng rất là cảm ơn, rất là biết ơn, rất là trân trọng. Riêng em á, thì em nghĩ vậy nè, một những người như em lên nói, người trong nước nói nó không có hiệu quả bằng những người Việt kiều ở nước ngoài họ nói về đất nước, thì cái giá trị nó sẽ cao hơn rất nhiều. Còn tụi em trong nước thì bị cho là dư luận viên ăn lương ba củ nọ kia, còn những người như anh Hùng Trần, như anh John, như em An Nhiên nọ kia, họ nói có được cái gì đâu mà có họ có sống ở trong đất nước đâu mà nói là họ bị nhồi sọ, hay họ bị khống chế, hay là họ phải nói tốt, nếu nói ngược thì sợ bị nọ bị kia. Cho nên lời nói của các anh, lời nói của những người Việt hải ngoại á, nó có giá trị hơn rất hàng trăm lần tụi em trong nước. Cho nên các anh nói thì nó hay hơn, và sẽ rất là thiếu sót nếu không nhắc đến một người có tên là John Trần. Khác với nhiều người, John chỉ mang trong mình một nửa dòng máu con lạc cháu hồng. Dù đã định cư lâu năm ở Mỹ và có thể thôi nha, chứ không khẳng định, anh không dám khẳng định. Và có thể tuổi thơ của một người con lai như John không chắc, thì chắc chắn kỷ niệm trong John về Việt Nam không mấy êm đềm.
hạnh mà câu này có lẽ đúng, tại vì ngày xưa con lai hay bị kỳ thị và con không mấy êm đềm, hạnh phúc như bao người khác, nhưng không vì thế mà John quay lưng chối bỏ đất mẹ, vốn từ lâu đã bị một số người Mỹ gốc Việt cho là xứ nghèo đói lạc hậu và không muốn quay về. Vì mang hai dòng máu Việt Mỹ nên John không có được cái vốn kiến thức về lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam như bao người khác. Nhưng điều đó không cản trở việc John hướng về đất mẹ Việt Nam. Trong khi những người được xem là trí thức, học cao, hiểu rộng và ít nhiều thành đạt, nhưng lại phũ phàng chối bỏ đất mẹ, rũ bỏ nguồn cội của mình. Cái gì ở Mỹ cũng tốt, cũng hay, cũng là số một. Thì ngược lại, John dù không phủ nhận những mặt tích cực của nước Mỹ, nhưng cũng không vì thế mà em ấy phủ nhận mặt tích cực, những cái hay, cái đẹp của Việt Nam. John vẫn thường về thăm Việt Nam khi có điều kiện, thời gian cho phép. Và món ăn Việt Nam luôn là ưu tiên số một trong thực đơn của John hàng ngày. Đặc biệt, John cũng như em An Nhiên, em Loli, anh Hùng Trần, anh Lợi Minh, anh Cầm Nguyễn, vân vân, luôn mạnh mẽ lên tiếng để vạch mặt những điều bịa đặt dối trá của lũ ba que phản động và bọn dân chủ cuội khi chúng xuyên tạc nói xấu về đất nước Việt Nam. Nếu như anh Hùng Trần thách thức gặp mặt Hùng Lân thì John lái xe đến tận nơi ở chùa cái tên chống cộng Kiếm Cơm Thích Thông Lai để đối thoại. Dù John không gặp mặt được tên Thích Thông Lai, nhưng việc làm của John cũng khiến tôi rất nể em ấy. Đơn giản bởi vì sống trên đất Mỹ tôi biết rất hiểu, nên tôi rất hiểu. Thường thì muốn được yên ổn làm ăn, hầu hết người Việt ở Mỹ không bao giờ muốn dây với bọn chống cộng cực đoan. Bởi điều đó có thể làm cho công việc làm ăn gặp rất nhiều trở ngại, thậm chí là bị tẩy chay và có thể tính mạng bị đe dọa. Nhưng John luôn thách thức tất cả những tên chống cộng cực đoan, và chính điều đó đã làm cho nhiều người Việt hải ngoại thấy rằng đã đến lúc mọi người không nên sợ hãi những kẻ chuyên sống bằng nghề chống cộng Kiếm Cơm, mà bất chấp là họ đã, đang và sẽ làm trò hề trong mắt người bản xứ lẫn người Việt cả trong và ngoài nước. Cảm ơn John nhé, xin cảm ơn tất cả những gì John đã làm. Cảm ơn vì John đã không vì cuồng Mỹ mà chối bỏ đất mẹ của mình. Xin cảm ơn John và mong rằng John hãy mãi yêu Việt Nam như John đã và đã đang yêu John nhé. Anh xin chúc John luôn khỏe, thành công trong công việc và cuộc sống, nhất là tiếng nói của John đập tan những luận điệu xuyên tạc của bọn ba que sò lái chống cộng cực đoan mạnh hơn nữa, hùng tráng hơn nữa cho nhé. Anh John thì em ít theo dõi bởi vì anh hồi đầu anh có lên ở trên Duy Nguyễn thì em hay nghe đó, nhưng mà em biết được đó là anh là con lai, rồi anh nói là anh sống sinh ở Mỹ thì em thành lắm anh nói vậy nha. Thì em thấy này nè, anh ấy thì cũng nếu mà để nói, em nói có thể anh tự ái cũng được, nhưng mà nếu mà để nói về kiến thức ấy, thì anh John không có mấy về lịch sử đất nước mình, cũng đúng thôi. Tại vì anh ấy thì không phải như những người như mình ấy, là ngoài học hành ra thì mình lại còn được sống trong cái môi trường ông bà cha mẹ nội kể chuyện nọ kia, mình có thêm kiến thức. Thì anh John ấy, thì anh không được kiến thức nhiều như những người khác, nhưng đặc biệt một cái á là em quý anh nghĩ một điều á, là anh khác với những người Việt có cha có mẹ là gốc Việt, vẫn có tổ tiên ông bà người Việt. Riêng anh ấy thì anh ấy là con lai, mà đối với anh John thì bây giờ gần như là không còn mấy dính dáng về Việt Nam nữa. Anh chỉ còn mang trong mình dòng một nửa dòng máu Việt thôi, rồi cuộc sống gia đình đều ở Mỹ hết rồi. Thế nhưng mà từ những ngày lâu rồi, em nhớ là anh ấy lên mạng lâu rồi để chống lại những cái sự xuyên tạc của những cái bọn mà luôn quay về chống phá đất nước mình. Thì em thấy cái anh này á, mặc dù anh á, nói để mà kiến thức thì anh á, cũng không có nhiều đâu, nhưng mà với một cái tấm lòng hướng về đất nước như vậy thì rất là trân trọng, rất là đáng quý, và chứng tỏ là anh á, mình nói là anh á, thực ra con người như vậy mới gọi là con người có văn hóa bà con. Chứ có những kẻ đưa ra cái mác là giáo sư, là tiến sĩ nào kia, nhưng mà họ chỉ mong cho Trung Quốc đánh Việt Nam. Ngay cả những người trong nước như là Nguyễn Quang A, là Nguyễn Chu Hào vân vân á,
họ còn mong cho Trung Quốc đánh Việt Nam, họ còn chống đất nước Việt Nam. Nhưng mà một người, em vẫn tự cho, em vẫn nhận xét cá nhân em, cảm tính của em, mặc dù anh John có thể không học cao hiểu rộng, nhưng mà cái suy nghĩ, cái suy nghĩ của anh á, phải nói là nhiều người phải học hỏi, ngay cả những người được cho là học cao hiểu rộng. Và ở đây em cũng xin gửi lời cảm ơn anh John đã không chối bỏ nguồn đất mẹ của anh ha. Cảm ơn anh và hy vọng là có dịp được gặp anh ở Việt Nam. Nếu anh Hùng Trần rồi anh Lưu Ly rồi Hùng Trần, Lưu Ly, An Nhiên thì có thể gặp cũng được, tại vì có nhiều anh em gặp. Nhưng mà nếu anh John về Việt Nam em muốn gặp, tại vì anh là con lai và bố ở Mỹ, cho nên chắc anh ở Việt Nam cũng không có nhiều anh chị em, cho nên khi anh về là em sẽ mời anh, có thể mời anh một bữa cơm cho chính tay em nấu. Ok. Người tiếp theo. Và tôi cũng không quên nhắc tới và tuyên dương một người đã khởi xướng phong trào chống luận điệu xuyên tạc của lũ ba que chống cộng cực đoan ở Mỹ. Người đó không ai khác chính là anh Lợi Minh. Đã từ lâu tôi muốn nói về anh, bởi đơn giản anh là một trong những người đầu tiên ở Mỹ dám lên tiếng phản bác lại luận điệu xuyên tạc của bọn chống cộng cực đoan. Nếu như anh sống ở Việt Nam thì tôi cho đó là bình thường, nhưng ở xứ Mỹ này, cái xứ được mệnh danh là có lắm kẻ sống bằng nghề buôn hàng giả bán hận thù, những kẻ kinh doanh nghề chống cộng. Cái câu buôn hàng giả bán hận thù là của Bắc Cường. Cái câu kinh doanh chống cộng là em nghe câu nói của anh Nguyễn Thanh Tú. Những kẻ kinh doanh nghề chống cộng dưới mọi hình thức, mọi thủ đoạn. Vậy mà anh Lợi Minh dám like mọi lúc, mọi nơi, kể cả việc công khai nhà cửa và đặc biệt là việc anh tôn vinh lá cờ đỏ sao vàng ngay trên xứ Mỹ này. Quả là đã khiến tôi vô cùng thích thú và ấn tượng. Thú thật, nhiều lúc thấy những người được mang danh là cờ đỏ yêu nước chụp mũ anh này nọ, tôi rất cảm thông với anh. Những lúc như vậy, tôi chỉ sợ anh nản chí rồi bỏ cuộc. Nhưng không, anh vẫn là anh. Vẫn là một Lợi Minh luôn dành tất cả tình yêu cho quê hương đất nước. Anh chính là người thắp lên ngọn đuốc để tôi và nhiều thế hệ người Việt hải ngoại noi theo. Nhiều lần tôi đọc comment dưới những cái like của anh và thấy không hẹn mà gặp rất nhiều comment gọi anh là Lợi Minh yêu nước. Đúng, mà để nói về anh thì tôi không muốn nói gì nhiều, bởi đơn giản tôi sẽ không thể nói hết. Tôi xin tặng anh câu comment mà tôi thấy mọi người vẫn hay dùng để chào anh, đó là Lợi Minh yêu nước. Xin cảm ơn anh đã tạo hứng khởi cho tôi và rất nhiều kiều bào trong công cuộc chống lại những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch. Tôi xin chúc anh luôn nhiều sức khỏe, hạnh phúc, thành công. Rất mong tiếng nói của anh luôn bay xa, xa mãi anh nhé. Anh Lợi Minh thì em biết lâu rồi, mà ai chửi anh á, ai chụp mũ anh á, nhưng mà em thì nói thật là em tuyệt đối tin anh Lợi Minh. Và em thì ít vô comment trong anh Lợi Minh, nhưng mà thường khi gặp cái clip của anh Lợi Minh thì em luôn bấm một cái tim vô cho anh. Đó là em muốn nhắn gửi tới anh là em ủng hộ anh, bởi vì anh đang ủng hộ đất nước Việt Nam. Anh luôn đưa lên những cái tiếng nói, mà em nói lại rồi, tiếng nói của những người Việt hải ngoại nó có giá trị hơn anh em mình trong nước nhiều. Cho nên nhân đây em cảm ơn anh Lợi Minh, mà em nhớ nhất cái hình ảnh anh cờ đỏ nè, rồi nón cối nè, rồi ảnh Bác Hồ nè, đó anh đưa ra và anh trưng lên ở cái xứ Mỹ đó. Điều đó làm cho em cảm thấy nó hơn mọi lời nói, hơn mọi cái việc làm khác đó, anh Lợi Minh ạ. Và có dịp anh em mình về, anh về thành phố Hồ Chí Minh, anh em mình cà phê nhé, em mời anh nhé. Em nghèo nhưng mà em muốn mời Việt Kiều yêu nước đó, cà phê lắm. Người cuối cùng nhé bà con. Người cuối cùng tôi đặc biệt muốn nói, đây là ai đó, mọi người biết đây là ai đấy. Là bố Ngụy Cầm. Người cuối cùng tôi đặc biệt muốn nói ở đây là anh Cầm Nguyễn.
Có lẽ ai cũng biết anh Cầm vốn xuất thân từ lính Việt Nam Cộng Hòa. Anh không phủ nhận điều đó, ngược lại anh đã nhiều lần công khai. Không những công khai về lý lịch là Việt Nam Cộng Hòa, mà anh còn thẳng thắn thừa nhận rằng Việt Nam Cộng Hòa tụi ta thua là phải rồi, vì tụi ta không có chính nghĩa. Câu nói này của anh Cầm khiến tôi thiết nghĩ, nếu ai đó còn nghi ngờ về tình yêu mà anh Cầm dành cho Việt Nam thì họ cần phải xem lại. Anh Cầm có một nét rất đặc trưng, không thể lẫn lộn vào đâu. Đó là anh tuy lớn tuổi, nhưng anh rất vô tư, trong sáng và ăn nói mộc mạc giản dị đúng chất của một người dân Nam Bộ. Tôi đặc biệt tôn trọng anh nhất là việc anh rất thương mẹ của mình. Qua việc mẹ anh ấy mất, dù cụ đã gần 100 tuổi, nhưng anh Cầm luôn hiếu thảo trân quý mẹ mình. Hình ảnh anh chia sẻ về sự ra đi của mẹ mình thực sự đã lay động trái tim tôi, và nó đã giúp tôi có cơ hội tự vấn lương tâm mình. Cũng hên là đối với ba mẹ tôi luôn, tôi đã tự thấy mình không có gì phải hối hận. Nếu có thì chỉ tiếc là ba mẹ không còn sống để tôi có thể đền đáp công sinh thành dưỡng dục. Cái này có thể ngoài cái chủ đề, nhưng mà ở đây em nghĩ nó cũng có tính giáo dục cao. Ở đây em xin nói thêm về bố Cầm một xíu, là những cái hình ảnh mà bố Cầm đi thắp, đi ra mộ, đi ra thăm mộ mẹ ở dưới trời tuyết trắng xóa, rồi bố Cầm một mình đứng trước mộ mẹ mà mặc áo đội nón rét căm căm, em nghĩ là chỉ nổi cái đó thôi nhé bà con. Có khi em cũng làm được như vậy, và em cảm thấy chính những cái việc làm của bố Cầm làm cho em cũng thấy mình còn có lỗi nhiều với người thân của mình đó. Và em thấy cái những cái đó của bố Cầm em rất là thích. Trở lại với anh Cầm Nguyễn, tôi nhớ có rất nhiều lần khi trong nước có bất cứ tin vui gì hay bất cứ tin tốt gì về anh, tin tốt gì thì anh đều gọi tôi thông báo cho tôi biết, và hai anh em cùng nhau chia sẻ những niềm vui, những thành tựu mà đất nước đã đạt được. Với anh Cầm thì bất cứ một thành tựu lớn nhỏ nào của Việt Nam anh đều hân hoan mừng vui như một đứa trẻ cực kỳ dễ thương. Dù anh đang sống ở Mỹ và có vợ là một người theo đạo Chúa, tuy nhiên trời đất, thông báo cho tôi và hai anh em cùng nhau chia sẻ những niềm vui, những thành tựu mà đất nước đã đạt được. Với anh Cầm thì bất cứ một thành tựu lớn nhỏ nào của Việt Nam anh đều hân hoan mừng vui như một đứa trẻ cực kỳ dễ thương. Dù đang sống ở Mỹ và có vợ là một người theo đạo Chúa, tuy nhiên anh ấy luôn thích thú chia sẻ những bài viết nói về đạo Chúa. Anh ấy cũng không bỏ sót bất cứ một bài viết, một clip nào thông tin về những thành tựu mà Việt Nam đạt được. Cuộc sống anh rất ổn định và kinh tế rất vững vàng ở Hoa Kỳ, nhưng anh ấy lại chỉ thích được sống ở Việt Nam. Dường như với anh Cầm thì càng sống ở Mỹ lâu năm thì anh càng cảm thấy Việt Nam càng đẹp, càng đáng sống hơn bất cứ nơi nào trên thế giới. Anh Cầm không phải là dạng người biết lấy lòng người khác. Anh nghĩ sao nói vậy, và chính điều đó làm cho nhiều người quý mến anh hơn. Tôi cứ nhớ mãi câu anh ấy nói, anh ấy thường nói, tao không cần biết cộng sản hay là tư bản, tao chỉ cần biết đất nước của tao đang ngày càng phát triển, được cả thế giới ngưỡng mộ, người dân trong nước càng ngày càng được ấm no hạnh phúc là ok rồi. Quả đúng như vậy, tại sao một số người cứ đem chuyện cộng sản hay không cộng sản ra để nói, mà không chịu nhìn nhận rằng chưa bao giờ người dân trong nước đang có một cuộc sống tốt nhất mà chưa bao giờ chế độ nào trong quá khứ có thể làm được cho người dân như hôm nay. Còn rất nhiều cô bác anh chị em Việt kiều yêu nước khác mà tôi muốn nói đến, như em gì? Tai Sơn Mai, em Quốc Dương, chị Hoang Nguyên, anh Tư Tăng Bình, anh Cư Xá Duy Tân, vân vân, và nhiều người khác nữa. Nhưng vì không có thời gian để nói nên nhân đây tôi muốn gửi đến tất cả mọi người tình cảm thân thương quý mến của tôi đến với tất cả các bạn, và xin chúc mọi người luôn hướng về Tổ quốc và hãy đoàn kết
quan trọng, đoàn kết và hướng về Tổ quốc. Và hãy đoàn kết để chung tay xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam mãi trường tồn. Riêng anh Cầm, em xin kính chúc anh luôn vui vẻ, dồi dào sức khỏe để đóng góp nhiều hơn nữa trong công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước anh nhé. Trân trọng cảm ơn tất cả mọi người và xin cảm ơn. Và xin cảm ơn khi tôi được là người Việt Nam. Và nếu có kiếp sau, tôi nguyện cũng sẽ là người Việt Nam. Danny, người con xa xứ. À. Rồi, bây giờ là nói thêm bố Cầm xíu cho bà con nghe nhé. Thật sự, em thì mới kết bạn với bố Cầm từ cái đợt mà có 39 nạn nhân chết bên Anh. Thì hôm đó em like ở trên cái của anh Bằng Nguyễn. Rồi em có nhắc đến là bác Cầm Nguyễn thì trên live của anh Bằng Nguyễn thì lúc đó, sau đó thì hai bác cháu mới kết bạn với nhau thì bố đi đâu bố cũng nhận cũng gọi em là cũng nói với mọi người là con tao đấy. À, thì từ đó em cứ gọi là bố cho nên cũng quen miệng, cho nên mong mọi người thông cảm. À, còn nếu mà để gọi thì em không gọi bác mà em gọi chú cơ, bởi vì thực sự là bố Cầm nhỏ tuổi hơn bố mẹ em. À, đây là, nhưng mà em cũng nói một điều vậy nè, có một người, tại vì hôm nay sẵn đây em nói, có một người là nói là cũng nghi bố Cầm, cái chuyến bố Cầm đi ra Hà Nội á, họ nghi bố Cầm là bố Cầm có những cái ý đồ gì đó đấy, giống như kiểu là ấy. Thế em mới nói là ai thì không biết, nhưng mà nếu mà nói bố Cầm á, mà phản động hay trở cờ hay là có ý đồ gì chống phá đất nước thì cứ đưa đầu em ra chặt đi. À, em nói vậy. Thế nói mà bố Cầm có một cái tính cách là nó hơi hơi trẻ con, nó phải trẻ con là giống như kiểu ấy, mà trẻ con ở đây là dễ thương, cái dễ thương của trẻ con. Bất kể cái bài nào em viết ra thì bố đều chia sẻ. À, mà có một cái gì ở đâu đó vui vui thì bố cũng viết tốt lên và bố nói Việt Nam tao đấy. Rồi khi em lên live bố nói là con tao đấy, gái cộng sản là của tao hết. Bố cái gì bố cũng xí, Việt Nam cũng của tao, cái gì hay là của tao hết, bố xí hết phần của bố hết. Và bố đi về, bố đi xe buýt bố cũng like để bố khoe Việt Nam bây giờ xe buýt đi khỏe như vậy đó, mỗi người một ghế có máy lạnh rồi nó kia vậy đó, rồi ra ăn cơm bụi bố cũng like để bố khoe cho ở bên ngoài nước ngoài thấy. Đó là một người mà không cần nói nữa bà con. Xuất thân là một người lính Việt Nam Cộng Hòa, không những không hề chống cộng trong suốt bao nhiêu năm ở Mỹ, mà bố từ những ngày bố lên kênh ở trên kênh Duy Nguyễn, bố nói rất thẳng thắn, bố nói một câu mà em nhớ là đúng đấy, đúng như anh Danny nói ấy, là Việt Nam Cộng Hòa là thua là phải rồi, tại vì tụi tao không có chính nghĩa, ngụy mà được nước ngoài dựng lên mà đâu có chính nghĩa đâu, cho nên không cần nói nhiều. Nói như vậy là ngắn gọn nhất mà đầy đủ nhất. Nhân đây em còn nói thêm là ví dụ như là anh Cư Xá Duy Tân, rồi chị Ly Xà Vũ ở bên Úc, hay là anh Kim Sơn Hùng ở Thụy Điển, rồi có một cái chị nữa nha bà con, chị này bà con nên ủng hộ chị này nè, chị này cũng là một con lai, là chị Kim My Tăng gì đó mà hay nói ở trên kênh của Bảo Trâm đó. Chị phải nói là chị này cực kỳ yêu nước, mà chị rất là kính trọng Bác Hồ. Mà chị, em có lần em nghe là chị ngày xưa chị ở Việt Nam, thời Việt Nam Cộng Hòa chị rất là khổ. Và chị bị đói, bị ấy rồi là được những chú bộ đội cụ Hồ giúp đỡ, cưu mang, giống như kiểu nọ kia đó. Từ đó là chị rất là ấn tượng với bộ đội cụ Hồ. Và cho dù bây giờ chị sang Mỹ, chị cũng gặp được người cha của mình, và chị sống, em có thấy cái cảnh chị quay cảnh gia đình chị ở bên nước ngoài ấy, là phải nói có một cuộc sống rất là tốt đẹp. Nhưng mà với chị, Việt Nam vẫn là, chị sẵn sàng chửi bất cứ kẻ nào mà chống phá đất nước, chị chửi cả Đoàn Thùy Dương, chị chửi cả Nga Phủ Lý, chị lôi ra chị chửi hết những người nào mà chống phá đất nước là chị chửi. Mà chị nói rất nhẹ nhàng, rất dịu dàng chứ không có như em đâu. Cho nên là ngoài những cái người đó thì có rất nhiều người họ không lên tiếng bà con. Họ không lên tiếng nhưng mà tại vì họ có gửi gọi về cho em, họ nói họ cũng kể.
nó thậm chí có những có một cái này em nói rồi nhưng mà nhân đây em nói nữa, thì có cái bác ở bên Pháp á, từng bị sau giải phóng, trước giải phóng thì bác chỉ dạy tiếng Anh thôi, bác không liên quan gì tới chính trị, nhưng mà chỉ vì sau giải phóng có người tố bác Ý là người của CIA cài lại, thế thì bác bị đi cải tạo. Và trong thời gian cải tạo đó và sau đó bác phải nói là để mà trải qua cái giai đoạn cải tạo và sau cải tạo bác ấy rất là khó khăn, và vì vậy cho nên là bác ấy cực kỳ là thù cộng sản, thù lắm ấy. Rồi sau đó bác cũng đi qua tị nạn, sống ở các cái trại tị nạn, rồi sau đó mới sang được bên Pháp định cư, rồi bác cũng có sẵn cái bằng tiếng Anh, cái vốn tiếng Anh, rồi bác sang bác học rồi bác ra dạy triết ở bên Pháp. Mà bây giờ bác ấy vẫn nói về nhà này, bác nói là bác thừa nhận là cộng sản đã cũng có những cái sai lầm, nhưng mà hơn hết là cộng sản đã làm được những điều rất to lớn cho dân, cho nước. Và đối với bác á, cái bác nói là bác gác lại cái thù riêng vì cái lợi ích chung của đất nước, và bác nói rằng là nếu như bây giờ cộng sản sụp đổ là đất nước là mất nước, cho nên bằng mọi giá phải bảo vệ cái đảng cộng sản, chứ không phải là ta yêu chế độ hay là gì hết. Bởi vì hơn ai hết, nếu không bảo vệ đảng á, thì đảng đang lãnh đạo đất nước, mà cái người lãnh đạo, cái ban lãnh đạo mà có mà không ấy thì đất nước sẽ rơi vào tay sẽ loạn lạc liền. Thì từ những cái lời nói của những người ở hải ngoại và họ là từng thâm thù với cộng sản mà họ đã kết luận lại, mà họ có học, họ biết tiếng Anh, tiếng Pháp, họ có bằng triết học, có bằng giáo sư, mà họ kết luận như vậy, họ nhìn từ ở hải ngoại họ nói về như vậy, thì chúng ta nghĩ đi, bây giờ từ xưa đến giờ có cái chế độ nào mà được như vậy không? Thôi hôm nay em nói hơi nhiều, có lẽ là mất thời gian của các bác, và em cảm ơn các bác nha. Em xin chào và chúc các bác một buổi trưa yên bình, vui vẻ. Cảm ơn các bác đã theo dõi. Chào cả nhà.